Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52, AEM52, đã diễn ra hội nghị tham vấn trực tuyến giữa các bộ trưởng kinh tế ASEAN và Trung Quốc lần thứ 19. Năm 2020 là năm đặt dấu mốc quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN, bởi đây là thời điểm kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập quan hệ toàn diện về kinh tế giữa ASEAN và Trung Quốc. Thông qua việc đưa ACFTA vào hoạt động một cách toàn diện, các bộ trưởng thông qua các bước hợp tác tiếp theo nhằm giải quyết và triển khai một cách toàn diện những vấn đề còn tồn đọng trong chương trình hợp tác trong thời gian tới. Các bộ trưởng ghi nhận tầm quan trọng của các nỗ lực chung giữa hai bên trong việc tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư hướng tới phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Các bộ trưởng hoan nghênh tuyên bố chung giữa hai bên về tăng cường hợp tác trong khuôn khổ FTA và chung vai chống lại đại dịch COVID-19, coi đó là một kết quả quan trọng của cuộc tham vấn lần thứ 19 giữa hai bên. Đây chính là dấu hiệu tích cực của việc tận dụng FTA nhằm thúc đẩy thương mại khu vực và quốc tế, cũng như làm giảm nhẹ tác động tiêu cực của đại dịch.